Giá cà phê hôm nay, ngày 22 tháng 9, phép tăng lãi suất đẩy cà phê quay đầu giảm. Giá cà phê hôm nay, ngày 22 tháng 9, trong khoảng 47.200 đến 47.800 đồng mỗi kg. Đây là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay và là lần thứ ba liên tiếp phép tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. Giá trên hai sản quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 47.200 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 47.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Lèo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 47.700 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 47.700 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 47.600 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, Giá cà phê hôm nay ở mức 47.700 đồng mỗi kg, trừ Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 47.600 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 47.700 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2022 giảm 10 USD tấn ở mức 2.226 USD mỗi tấn giao tháng 1 năm 2023 giảm 9 USD tấn ở mức 2.212 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2022 giảm 3,85 cent top ở mức 221,3 cent top giao tháng 3 năm 2023 giảm 3,65 cent top ở mức 215,1 cent top Ngày 21 tháng 9, dạng sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ, Fed đã công bố đợt tăng lãi suất tiếp theo. Theo đó, Ủy ban thị trường mở Liên bang, FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed, đã kết thúc hai ngày họp thường kỳ. Fed thông báo ngân hàng này quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm, lên biên độ 3%, 3,25%. Đây là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay và là lần thứ ba liên tiếp Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. Biên độ 3% 3,25% cũng là lãi suất cao nhất của phép tính từ tháng 1 năm 2008. Cơ quan này cũng phát đi tín hiệu sẽ tăng lãi suất lên 4,4% trước cuối năm nay và có thể đạt mức đỉnh 4,6% vào năm 2023 để chống lạm phát. Trong bối cảnh đó, thị trường cà phê bị ảnh hưởng tiêu cực. Giá trên hai sàn quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Trước đó, giá cà phê bật tăng khá mạnh sau báo cáo kết quả khảo sát vụ mùa lần thứ ba của Brazil. Kona đã giảm dự báo sản lượng năm nay của Brazil bớt bát rượu bao xuống ở mức 50,4 triệu bao vì thời tiết bất lợi, bao gồm 32,41 triệu bao Arabica và gần 18 triệu bao Conilon Robusta. Giá cà phê bật tăng còn do lo ngại người Brazil sẽ hạn chế bán cà phê ra do lãi suất tăng. Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Băng giá và hạn hán khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ năm ngoái đã ảnh hưởng đến sản xuất. Với tình hình hiện tại của Brazil, có rất ít giải pháp để khắc phục tình hình khan hiếm nguồn cung cà phê trên toàn cầu. Giá tiêu hôm nay, ngày 22 tháng 9, ba nhân tố kìm hãm giá tiêu dù nguồn cung giảm. Giá tiêu hôm nay, ngày 22 tháng 9 trong khoảng 64.000 đến 67.000 đồng mỗi kg. Ngoài đồng USD cao, giá tiêu cũng đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lạm phát và suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 65.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 64.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 65.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 67.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 66.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Dạng sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố đợt tăng lãi suất tiếp theo trong nỗ lực nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong 4 thập kỷ. Đây là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay và là lần thứ ba liên tiếp Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. Thông tin trên tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới giá hàng hóa nói chung, cổ tiêu nói riêng. USD cao khiến đồng tiền này chảy ngược vào Mỹ, dẫn đến nhiều quốc gia bị thiếu USD và buộc phải hạn chế ngoại tệ đối với nhập khẩu hàng hóa không thiết yếu hôm qua cộng đồng hồ tiêu quốc tế đã niêm ít hạng giá hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia giữ nguyên tại các quốc gia khác. Ngoài đồng USD cao, giá tiêu cũng đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lạm phát và suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu, yếu tố trên khiến giá cả hàng hóa đắt đỏ. Mức thu nhập của người dân chỉ tập trung vào những loại lương thực thực phẩm chính, hồ tiêu là gia vị, sẽ bị loại ra khỏi bàn ăn trước nhất khi bị cắt giảm, đồng nghĩa với nhu cầu đang yếu đi. Bên cạnh đó, Việc Trung Quốc duy trì chính sách zero covid, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng khiến một lượng lớn hồ tiêu không xuất sang thị trường này được. Ba nguyên nhân trên là tác nhân chính khiến giá hồ tiêu liên tục hạ từ 3 tháng nay, cho dù thông tin tích cực là nguồn cung giảm nhưng cũng không đủ để kéo lại thị trường, NEPI mới đây đã chốt sản lượng hồ tiêu toàn cầu ở mức 509.000 tấn vào năm 2022. Trong đó sản lượng hồ tiêu của Việt Nam ước tính sẽ giảm hơn 6% xuống còn 188.000 tấn. Sự chậm lại tiềm ẩn về mặt nhu cầu do có đủ nguồn dự trữ ở các nước tiêu thụ cũng có thể bù đắp cho mùa vụ thiếu hụt ở Việt Nam.